Kính chào quý vị và các bạn. Mùa hè đã tới, trên bản đồ nhiệt lúc này thì một màu cam rực bao trùm lấy hầu khắp các tỉnh thành từ Tây Bắc Bộ cho đến khu vực Trung Trung Bộ và cả khu vực Nam Bộ, báo hiệu giai đoạn nắng nóng thực sự bắt đầu. Nguyên nhân hàng đầu gây ra nắng nóng đó là vùng áp thấp từ phía Tây, với đặc trưng của nó đó là khô và nóng. Vùng thấp này đang có xu hướng là ngày càng mở rộng và phát triển về phía Đông Nam, ảnh hưởng tới các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, lan sang cả khu vực Đông Bắc Bộ và kéo xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ cho đến tận Quảng Ngãi. Nó khiến cho thời gian và cường độ nắng tăng lên trong ngày. Tại Bắc Bộ thì ngay từ 7 giờ sáng trời đã ngập nắng và cường độ nắng thì tăng cao nhất vào thời điểm giữa trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày mai được dự báo là sẽ dao động ở trong khoảng từ 30 cho đến mức là 33 độ. Nhiệt độ chưa phải là quá cao nhưng mà cái nắng oi ả đầu hè đổ xuống ngay sau những ngày mưa ẩm sẽ khiến cho người dân cảm thấy oi nóng khó chịu, đặc biệt là khi mà lưu thông ở ngoài trời trong các đô thị như là thủ đô Hà Nội. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc như là tại Hà Giang hay là ở khu vực Bắc Cạn, Cao Bằng, Lào Cai và ở cả khu vực Tây Bắc bao gồm có các tỉnh như là Điện Biên, Lai Châu và Sơn La là nơi mà chịu tác động của vùng áp thấp nhiều hơn cả nên nhiệt độ cao hơn. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực này với mức nhiệt xấp xỉ hoặc là trên mức 35 độ. Tuy nhiên, đến chiều và tối, khi mà lượng nước bốc hơi kết hợp cùng với nền nhiệt cao sẵn có, những đám mây dông sẽ phát triển cục bộ và gây ra hiện tượng mưa dông. Những cơn mưa dông bất chợt tuy chỉ xảy ra ở một vài nơi nhưng mà có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc, mưa đá và cả hiện tượng gió giật mạnh rất nguy hiểm nên bà con cần phải đặc biệt lưu ý. Dự báo trong một vài ngày tới thì cường độ nắng sẽ còn mạnh hơn nên nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng lên và số điểm nắng nóng cũng sẽ được mở rộng hơn. Nhưng mà vùng tâm nóng thì vẫn là các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Bắc với mức nhiệt cao nhất ngày sẽ ở trong khoảng là 35 đến 36 độ và có nơi mức nhiệt sẽ là trên 37 độ. Hoạt động mạnh dần của vùng áp thấp nóng cũng khiến cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tăng nhiệt dần. Ngày mai, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến tận khu vực của Ninh Thuận và Bình Thuận, trời đều có nắng. Với nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến mức là 34 độ. Một vài nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì còn có mức nhiệt xấp xỉ hoặc là trên ngưỡng 35 độ. Sau đó, sự phát triển và mở rộng dần của vùng áp thấp phía Tây kết hợp cùng với điều kiện địa hình của dải Trường Sơn sẽ gây ra hiệu ứng phơn. Từ ngày 2 tháng 4, thì nắng nóng sẽ bắt đầu lan rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày sẽ lên đến là 35 cho đến 37 độ, kèm theo độ ẩm giảm thấp vào buổi trưa. Nhiều nơi dưới 50% nên là nguy cơ xảy ra hỏa hoạn sẽ là rất cao. Quý vị và các bạn nên lưu ý để đề phòng. Khu vực Tây Nguyên đêm nay và chiều tối ngày mai thì có thể xuất hiện mưa dông mang tính chất địa phương, nhưng mà hầu như là vẫn chưa thể cải thiện được tình trạng khô hạn đã kéo dài nhiều ngày nay. Ngày mai thì trời tiếp tục có nắng và nhiệt độ duy trì ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Một vài nơi thì nhiệt độ có thể lên đến mức là trên 35 độ. Còn với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó bao gồm có cả thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong ngày mai. Nhiệt độ trưa chiều duy trì ở mức là từ 35 cho đến 37 độ, kèm theo độ ẩm không khí thấp nên là nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao. Quý vị và các bạn cần phải lưu ý để đề phòng cháy nổ. Còn với các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì do đặc điểm có nhiều kênh rạch và cây xanh nên nhiệt độ thấp hơn khu vực miền Đông khoảng 2 đến 3 độ. Nhưng mà ở đây thì trời vẫn ít mưa nên là tình trạng khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực này. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, trên biển Đông thì thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải do gió có cường độ trung bình, tầm nhìn thông thoáng. Riêng trên khu vực của Vịnh Bắc Bộ, gió thịnh hành theo hướng Nam, cường độ khoảng cấp 5, có lúc là cấp 6. Đến chiều tối và đêm mai thì còn có thể mạnh lên cấp 7, giật trên cấp 7, gây khó khăn cho các hoạt động lưu thông trên biển cũng như là việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Như vậy là cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nhiều, nhiệt tăng với tình trạng nắng nóng xảy ra ở nhiều khu vực. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.